Hai cả nhà, cảm ơn mọi người đã click vào video của em Yến nha. Anh chị mình xem video cho em một lượt like, một lượt đăng ký nha cả nhà. Và đặc biệt là lưu lại số điện thoại của em Yến bên góc trái màn hình để được hỗ trợ tư vấn khi mà anh chị có những thắc mắc về xe, cần hỗ trợ mua xe và nhận được các chương trình khuyến mãi khi mà đặt lịch mua xe trước bên cửa hàng em nha. Dạ rồi, thì ở clip này em sẽ lên cho mọi người tiếp tục lại là một vòng côn tay đi ha cả nhà. Và để cho mọi người không có bị lãng quên em nói thì em sẽ nhắc về một tí xíu. Dòng Exciter 150 thì hiện tại là bản 2024 nó chưa ra mắt, cho nên là bên em hiện tại đang cập nhật về cho mọi người là bản 2023 và một số màu sơn 3D. Và phần thứ hai nữa là tại vì quay bản 155 quá nhiều rồi, cho nên là sẽ quay lên bản 150 để cho anh chị mình có nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như là sẽ cập nhật giá cả cho mọi người ha. Thì ở đây em đang có một cái em màu trắng. Trắng này là trắng ngọc trai nha mọi người. Trắng ngọc trai, màu trắng hơi sáng màu một tí xíu nè. Và nó sẽ có ánh kim lên cho mọi người, rất là đẹp ha. Tem này là tem xanh và là tem dán nha cả nhà. Màu này là màu zin của nhà sản xuất luôn. Thì em này là một trong bốn màu của phiên bản giới hạn. Mức giá dao động thì chỉ từ 43 triệu 500 nghìn cho anh chị mình thôi. Cả nhà mình đặt lịch em Yến mua xe đến cửa hàng sẽ được hỗ trợ thêm 2 triệu nè, giảm trực tiếp vào giá xe này cho mọi người. Và được thu xe cũ lên đời xe mới nè, giảm tặng thêm tiền hoa hồng, tiền cà phê khi mà mọi người giới thiệu bạn bè, dẫn người thân đến cửa hàng mua xe có liên hệ trước với em Yến nha cả nhà mình. Hỗ trợ em này trả góp thì chỉ từ khoảng 5 triệu 6 triệu là mọi người mua góp được rồi nha. Chỉ cần một giấy tờ là căn cước công dân thôi anh chị, và từ 18 tuổi là mua được xe nha cả nhà. Rồi đây, mình sẽ có luôn cho mọi người là một cái màu sơn 3D, màu xanh ngọc rất là đẹp ha. Tem là tem bạc đen nha cả nhà. Màu sơn 3D, bảo hành màu sơn cho mọi người 1 năm, bảo hành máy móc theo chế độ hãng 3 năm hoặc 30.000 cây, tùy trường hợp nào đến trước nha anh chị. Và ngoài những cái mẫu sơn 3D có sẵn tại cửa hàng em thì bên em sẽ có đầy đủ tất cả những cái màu sơn khác và nhận lên xe theo yêu cầu cho mọi người mình luôn. Cho nên là cả nhà mình có yêu thích cái mẫu xe nào, cần thiết kế tem, chơi màu hoặc là muốn mua xe theo phong thủy cá nhân á, thì mọi người có thể liên hệ cho em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình ha. Và giá đã lên sơn 3D thì là 44 triệu 700 nghìn cho một cái em xe như thế này, đã bao gồm chi phí sơn xe rồi. Cả nhà mình đặt lịch mua xe Yến hỗ trợ giảm thêm 2 triệu nha. Còn chi phí biển số giấy tờ mọi người đăng ký ở đâu thì anh chị có thể liên hệ cho em ha. Em sẽ tư vấn cho mọi người giá ga biển cho mọi người có thể cân nhắc trước khi đến cửa hàng nha mọi người. Rồi, mình sẽ có thêm một cái em, mọi người nhìn vô thì biết em này chắc là không phải là bản mới rồi đúng không? Em này là bản cũ hơn một tí xíu ha. Và xe là xe mới 100% cho mọi người. Những cái anh chị nào mà yêu thích những cái xe mẫu cũ nè mà tìm không có xe thì cứ liên hệ cho em Yến nha. Em Yến còn một số mẫu xe này ha cả nhà. Mâm là mâm cam theo màu tem xe luôn nha, rất là đẹp và nổi bật cái màu sơn của mình. Thì em này chỉ có 42 triệu 900 nghìn thôi nha mọi người. Rồi, màu sơn 3D cho anh chị đây. Màu đen đỏ tem 3D, tem thiết kế. Em này thì là đi Long An. Bạn nào ở Long An yêu thích mẫu này thì chốt đơn liền ha, rất là đẹp nha, sơn đặc biệt dành riêng cho bạn đó luôn. Rồi màu trắng đỏ ha, màu trắng đỏ em này thì là bản 2021 nha cả nhà. Bản 2021, giá thành nó chỉ có 42 triệu 900 thôi. Cả nhà mình đặt lịch mua xe em bớt cho mọi người là chỉ còn có 40 triệu 900 nghìn thôi nha anh chị. Rồi màu xanh quân đội. Màu xanh quân đội, tem màu tem xanh đen, thiết kế bản 2023, bản giới hạn, một trong bốn màu của phiên bản giới hạn ha. Rất là đẹp luôn cả nhà mình. Em này thì có cho mọi người là một cái cặp mâm mà đi viền xanh theo màu tem xe ha, để làm nổi bật cái xe mình hơn nè. Rồi màu xám đen đời mới. Để cập nhật giá lại cho mọi người nha. Bản này thì hiện tại bên em Yến đang dao động cho mọi người là dòng Exciter 150 từ 42 triệu 900 nghìn tới 44 triệu 700 nghìn, từ màu zin đến màu sơn 3D của phiên bản cao cấp nhất. Và hỗ trợ cho anh chị mua góp thì chỉ từ 5 triệu đồng là mọi người có thể mua được xe. Và vẫn hỗ trợ cho mọi người là ship xe toàn quốc, cho nên là anh chị mình ở đâu muốn mua xe bên em những cái màu 3D mà mọi người yêu thích thì cả nhà mình có thể liên hệ cho em ha, em sẽ hỗ trợ cho mọi người. Để đây cập nhật cho mọi người luôn cái MX King ha cả nhà. MX King 150. Bên em về được 3 màu, ở đây thì trưng sẵn 2 màu cho anh chị mình rồi. Về dòng xe này thì chắc là không cần nói quá nhiều, tại vì cả nhà mình đã tham khảo rất là nhiều cái dòng này rồi. Tại vì em cũng nhận được nhiều cuộc gọi khách hàng hỏi giá xe, nhưng mà thời điểm trước em Yến không có xe ha, thì ở đây em Yến đã có xe sẵn rồi. Anh chị cứ việc đặt lịch trước với em để được giảm giá, mình qua coi xe ưng ý đúng màu đúng xe thì mình chốt ha cả nhà.
45 triệu 200 nghìn cho một cái em MX King như thế này. Tem 3D, tem xe rất là đẹp ha cả nhà. Sorry mọi người, tem zin nha. Tem rất là đẹp nè, tem xe, màu xe kiểu mâm nè, thiết kế mới nè, cực kỳ đẹp luôn ha. Dạ rồi, ngoài những cái dòng này ra thì bên em Yến đang còn có cho mọi người là những cái dòng côn tay, ví dụ như 155 nè, hoặc là Winner đời V4 nè, Sachi, Sonic Rider, các dòng tay ga nhập khẩu, tay ga trong nước và những cái dòng xe quốc dân đang bán rất là chạy tại cửa hàng. Cả nhà mình có quan tâm dòng xe nào thì liên hệ trực tiếp cho em Yến theo số bên dưới màn hình, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo, số điện thoại đó em sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người và các chương trình giảm giá trước khi đến cửa hàng nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Bye bye mọi người.